Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại án sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhiều trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh thành lân cận. Không như dự đoán trước đó là sẽ xảy ra tình trạng quá tải do nhiều nhân viên ở các trung tâm đăng kiểm phải ra tòa. Trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM lại khá vắng vẻ, có nơi còn rất ít phương tiện tới đăng kiểm. Dù sáng nay, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5004V có tới 3 nhân sự phải đi tham gia phiên tòa, nhưng ghi nhận cả 4 dây chuyền đăng kiểm mới chỉ hoạt động một nửa công suất. Theo người phụ trách trung tâm, thì tháng 7, người dân có tâm lý kiêng cử trong tháng cô hồn nên lượng xe đến đăng kiểm thường giảm mạnh. 3 dây chuyền để đáp ứng cái nhu cầu. Còn hiện thời bây giờ thì cái lượng xe ít thì ở đây trung tâm chỉ có bố trí 2 dây chuyền để cho cái công việc nó trôi chảy hơn. Sáng giờ thì cũng khoảng 6-70 xe thôi. Nếu mà đúng làm thì nói chung là chưa hết công suất nữa. Tương tự, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5003S trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, đến khoảng giữa trưa thì bãi xe đã vắng, trái ngược hẳn với tình trạng chen chúc, xếp hàng dài chờ đợi vài tháng trước. Điều này cũng khiến cho ông Dũng và nhiều chủ xe khác bất ngờ. Hôm nay cũng không đông lắm, nói chung lại là khu vực đăng kiểm của mình xe ở ngoài kia đầu thì chú không biết họ đã đăng kiểm hay chưa, nhưng mà ở trong bãi để chuẩn bị vào á thì rất là ít xe thoáng. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng loạt giải pháp nhằm tránh tình trạng ùn ứ xe đăng kiểm trong thời gian 3 tháng xét xử đại án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, như phối hợp với các trạm đăng kiểm, cục đăng kiểm để kiểm tra, rà soát, sắp xếp điều phối nhân sự giữa các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc với các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh lân cận để phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ nguồn nhân lực và tiếp nhận luồng phương tiện đăng kiểm khi bị ùn ứ. Phối hợp với lại Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đăng kiểm viên ngay trong tháng 7 để bổ sung nhân sự cho các trạm đăng kiểm trên địa bàn thành phố khoảng 39 nhân sự. Thành phố Hồ Chí Minh có 18 trên 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, gồm 16 đơn vị và 2 chi nhánh, với 146 đăng kiểm viên. Trong đó có tới 54 người đã bị khởi tố, nhưng vẫn đang làm việc, tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm định. Hiện các trung tâm đăng kiểm vẫn đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân.